Hello mọi người đã làm thống kê dân số 2020 chưa? Một lý do mình làm thống kê là mình muốn cộng đồng Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển lành mạnh hơn, có tiếng nói trong cộng đồng, để cộng đồng của chúng ta trong 10 năm tới chúng ta sẽ có những trường học mới, những bệnh viện, những văn phòng bác sĩ, những chợ và những đường xá mới để chúng ta có thể dùng trong vòng 10 năm tới. Nếu ai chưa có làm thống kê thì nhớ nha, nhớ điền thống kê hay có thể lên online vào 2020census.gov để có thể điền và có thể bỏ vô địa chỉ nhà mình, và trong vòng 5 phút thì sẽ xong. Mọi người nhớ tham gia nha.